hôm nay có thể nói cho khán giả được biết rằng trong cái quá trình mà anh viết kịch bản này cũng như là cái khâu chuẩn bị của anh nhá, thì còn mất thời gian bao lâu anh? Đây là bộ phim điện ảnh thứ hai mà Lý Hải đầu tư và thực hiện, nhưng mà thật ra lại là bộ phim đầu tay. Lý do là khi mà bộ phim thứ nhất đó, thì anh làm chung với anh Nhật Cường, thì hai em đồng đạo diễn. Còn bộ phim này thì nó thật sự là bộ phim đầu tay, là bộ phim của mình thực hiện từ đầu. Thì trước khi để bấm máy bộ phim này thì cái câu mà viết kịch bản là Lý Hải phải viết viết ngày viết đêm 3 tháng trời. Để biết thì trong bộ phim này anh đóng ba vai trò, nhà sản xuất này, tác giả này, rồi là diễn viên. Như vậy thì anh có tham quá. Thật sự thì khi mà bạn bè mà nghe Lý Hải làm việc với cái cường độ này thì nhiều người nói Lý Hải quá tham. Kỳ này phim kỳ này Lý Hải tới, nếu mà nói đúng là tới 5 vai trò, viết kịch bản, là tác giả, rồi đạo diễn, rồi diễn viên, rồi nhà sản xuất, bây giờ chuẩn bị là làm ca sĩ hát cho trời ơi. Thì đây là một cái giống như hai con như một đứa con tinh thần của mình. Như anh nói thì trong bộ phim này á là anh đóng tới 5 vai trò. Vậy thì trong quá trình làm việc á, bản thân anh có gặp khó khăn gì không? Tất nhiên là nhiều vai trò quá thì mình cũng phải là khó khăn. Ví dụ như mình là một người đạo diễn thì mình chỉ có ngồi một chỗ để xem thôi. Thì một chức năng là diễn viên thì mình sẽ khó kiểm soát được cái diễn xuất của mình. Ví dụ như trong phim á, thì lúc mà các diễn viên khác diễn thì Lý Hải sẽ con người của mình thì Lý Hải nhảy vào để hại sửa chữa cho người diễn viên đó. Còn tới lúc Lý Hải diễn thì hết có người sửa cho mình, thì mình bị lỗ về cái phần đó. Khi mà quay xong thì mình phải chạy ra ngoài để mình ngồi coi kiểm tra lại. Bộ phim này á, thì anh quay ở rừng núi rất là nhiều, tức là mình những cái cảnh rộng rất là nhiều. Vậy thì em nghĩ là cái trang thiết bị cho cái bộ phim này chắc là phải hoành tráng hay không? Trong cái bộ phim này thì trang thiết bị thì đầu tư cũng rất là lớn, rất là đầy đủ, từ máy quay cho tới tất cả những trang thiết bị như gung ly hay là keo, tất cả những trang thiết bị đầy đủ hết. Và cộng thêm những cái bối cảnh mà ở rừng núi á, thì lên phim nó rất là đẹp và rất là lãng mạn. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đồng hành với bộ phim Lật Mặt để chúng ta biết được là trong quá trình làm phim và làm phim của Lý Hải đã gặp được những cái khó khăn hay là thuận lợi như thế nào nhé. Dây kéo người treo trên không rồi những cảnh đánh nhau rồi ngã cảnh chạy xe. Cái khó khăn là đường núi rất là khó, khi di chuyển cũng được khổ, cộng lên thác nước đậu hào hào làm cho anh em rất là mệt. Anh biết là nói như giờ là cũng là đang khen tiếng mi cảnh nào cũng la lớn như thế nào để cho mọi người nghe. Chúng ta sẽ quay một cảnh là bay chiếc mô tô với lại chiếc Honda bay.
hai từ đây ba chú cầu, hai cái xe dưới nhau trên cầu, giữa cầu đứt cầu, mỗi đôi bên tung hai xe toàn đang đây ghê lắm, chỉ mở đâu Hollywood mà. Độ cao mười mấy mét. Cái vọng à. Ok. Rồi ok rồi. Bơm. Lý Hải.